Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với X-Studio và đây là bản tin như ngày 5 tháng 1. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Bạn đang vò đầu bứt tóc không biết rằng chiếc điện thoại của mình đang gặp vấn đề gì? Hãy mang ngay đến với Mac Mobile nhé! Các bạn thân mến, theo dò dỉ mới đây nhất thì Xiaomi Mi 9 sẽ có thiết kế màn hình kiểu giọt nước giống như OnePlus 6T. Mi 9 sẽ có màn hình AMOLED kích thước là 6.4 inch với tỷ lệ là 19:5:9. Cùng độ phân giải sẽ là Full HD+. Flagship tiếp theo của Xiaomi dự kiến cũng sẽ có cảm biến vân tay ở dưới màn hình cùng với một loạt công nghệ tiên tiến khác. Về vi xử lý thì Mi 9 sẽ được trang bị chip Snapdragon 855. Tuy nhiên, con chip này sẽ không bao gồm modem X50 LTE hỗ trợ 5G. Thay vào đó thì Snapdragon 855 của Mi 9 sẽ chỉ có modem là X24 LTE. Mi 9 thì sẽ có pin với dung lượng là 3500mAh và hỗ trợ sạc nhanh 32W nhưng lại không có sạc không dây. Mi 9 cũng có thể là smartphone của Xiaomi đầu tiên có 3 camera đằng sau. Cảm biến chính trong cụm 3 camera này sẽ là Sony IMX 586 48 MP, trong khi hai cảm biến phụ lần lượt là 12 MP và cảm biến TOF 3D. Camera trước của máy sẽ dùng cảm biến Sony IMX 576. Dự kiến thì Mi 9 sẽ lên kệ với mức giá khởi điểm là 436 đô, tức là tương đương 10 triệu đồng cho bản 6GB và dung lượng lưu trữ là 128GB. Và Mi 9 có thể được trình làng sớm vào tháng 3/2019, sớm hơn khoảng 2 tháng so với Mi 8 cùng kỳ năm vừa rồi. Không chịu thua trước cuộc đua với Samsung thì Xiaomi cũng chuẩn bị tung tablet có màn hình gập lại của riêng mình. Màn hình có thể gập lại đang là xu hướng hiện nay của các nhà sản xuất điện thoại thông minh và cuộc đua đang diễn ra sôi động hơn. Và người dùng thì cũng đang trông chờ xem ai có thể sản xuất và đưa ra thị trường trước tiên. Huawei, Samsung và Motorola đều đã xác nhận rằng có sản phẩm này. Vào ngày 3 tháng 1 thì Xiaomi cũng được hé lộ là một ứng cử viên mới trong cuộc đua này. Theo thông tin từ Twitter đáng tin cậy thì EvenPlus, một đoạn video ngắn trên tay một chiếc máy tính bảng có thể gặp lại được có thể là của Xiaomi. Cả hai cạnh của tablet có thể gặp lại và chỉ còn lại một phần trung tâm của màn hình. Video này cũng cho thấy rõ các nếp gấp ngay cả trước khi thiết bị được gặp lại. Điều này có thể khẳng định đây có thể là một nguyên mẫu ban đầu. Tuy nhiên, nhiều khả năng phản ứng của giao diện UI phản ứng khá là nhanh ngay khi bạn gập hai cạnh của màn hình lại. Ngoài ra thì người dùng cũng có thể thấy rõ cái màn hình thành trạng thái và các tab được điều hướng linh hoạt khi thiết bị được gập lại. Đáng tiếc là ngoài cách gập thiết bị về phía sau thì chiếc tablet này không thể gập ngược lại. Bù lại thì phần viền màn hình được uốn cong và lại hoạt động tốt hơn nhiều so với những công nghệ hiển thị ở hiện tại. Các bạn thân mến, CEO Tim Cook vừa phát hành một lá thư cho các nhà đầu tư sẽ thông báo và giải thích lý do khiến doanh số iPhone chậm hơn. Theo Tim Cook thì công ty có một sự sụt giảm doanh số đáng kể so với điều chỉnh giảm tới 9 tỷ đô doanh thu. Ông Cook cũng đã đổ lỗi chủ yếu là do doanh số bán hàng chậm hơn ở thị trường Trung Quốc. Nhưng bên cạnh đó thì còn có một chi tiết khác mà ông đề cập là đặc biệt nổi bật. Tim Cook thì đang tích cực đổ lỗi cho việc doanh số iPhone bán chậm hơn cho một số khách hàng khi họ xem thay pin đơn giản và rẻ tiền hơn để có thể khắc phục lỗi iPhone chạy chậm. Đây cũng là chương trình giảm giá thay thế pin từ 79 đô gốc xuống còn 29 đô mà Apple thực hiện trong cả năm vừa qua như một lời xin lỗi cho khách hàng vì sự thiếu minh bạch của họ trong quá trình điều chỉnh hiệu suất của iPhone mà hãng đã triển khai trong iOS 10.2.1. Lời giải thích mới nhất này của Tim Cook về cơ bản đối với các nhà đầu tư rằng người dùng nhận ra rằng họ có thể thay pin trên iPhone cũ và duy trì hiệu suất tốt trên điện thoại của họ. Và điều này thì cũng đặt ra khá nhiều câu hỏi lớn. Có phải mọi người đã chuyển đổi sang iPhone mới ít hơn vì nhận thức đơn giản và kết nối sức khỏe và hiệu suất của pin? Apple đã phạm sai lầm khi nói với khách hàng về chương trình thay thế pin. Đó thực sự là một thừa nhận xấu của Apple để đổ thừa lý do cho người dùng không muốn nâng cấp lên iPhone mới. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn theo dõi X-Studio và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại bình luận phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!